Kính thưa quý vị, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi The Times hôm 9 tháng 12 trích dẫn một số nguồn tin cho biết Mỹ đã âm thầm bật đèn xanh cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Khi được hỏi liệu ông có cho rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các sân bay nằm sâu bên trong nước Nga hay không, ông John Kirby cho biết hãy để các lực lượng vũ trang Ukraine lên tiếng về hoạt động của họ. Ông John Kirby cũng đề cập gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 275 triệu đô la Mỹ của Washington dành cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn pháo, các bộ phận phòng không và các vũ khí khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó đã cảnh báo Mỹ rằng việc cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa để tấn công Nga sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và có khả năng khiến Washington trở thành một bên trực tiếp của cuộc xung đột. Trong bối cảnh EU đang cố gắng đạt được thỏa thuận về mức trần giá khí đốt mới, hàng chục quốc gia bao gồm Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva cuối tuần qua tiếp tục bày tỏ sự phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu khi vẫn muốn mức trần phải hạ thấp hơn nữa. Điều này khiến các nhà ngoại giao lo ngại rằng một thỏa thuận sẽ khó đạt được tại cuộc họp trong tuần này. Cuối tuần qua, các nước EU đã tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp để cố gắng đồng ý về một thỏa thuận hạn chế giá tại cuộc họp ngày 13 tháng 12 của các bộ trưởng năng lượng. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về kế hoạch này. 12 trong số 27 quốc gia thành viên EU gồm Bỉ, Croatia, Bulgaria, Hy Lạp, Italia, Latvia, Litva, Malta, Ba Lan, Romania, Slovenia và Slovakia đã có một văn bản yêu cầu mức trần giá thấp hơn đáng kể so với dự thảo cuối cùng mà EU đề xuất. Theo đề xuất, dự thảo mới nhất đang được các quốc gia xem xét, mức trần sẽ có hiệu lực nếu giá vượt quá 220 euro mỗi megawatt-giờ trong 5 ngày theo hợp đồng cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu của Hà Lan và cao hơn 35 euro so với giá tham chiếu đối với nhiên liệu khí đốt hóa lỏng dựa trên ước tính giá hiện có. Giới hạn này thấp hơn mức 275 euro mỗi megawatt-giờ do Ủy ban châu Âu đề xuất, nhưng một số quốc gia cho rằng mức này vẫn chưa đủ thấp. Mới nhất, đại diện cho quốc gia hiện là chủ tịch luân phiên của EU, Bộ trưởng Công nghiệp Séc đã kêu gọi các chính phủ EU thúc đẩy các thỏa thuận phá vỡ bế tắc về đề xuất trần giá khí đốt tự nhiên để giúp hạn chế chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tôi tin tưởng sẽ có thể đạt được một thỏa thuận. Sự chậm trễ trong việc thống nhất mức giá trần có thể dẫn tới nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên đối với Ukraine. Các nước EU đã tranh cãi trong nhiều tháng về việc có nên hạn chế giá xăng hay không, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa sự khác biệt của họ. Trong khi các quốc gia ủng hộ tư bản hóa nói rằng biện pháp này sẽ bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi chi phí năng lượng cao, thì Đức, Hà Lan đã phản đối khi cho rằng nó có thể phá vỡ thị trường năng lượng và ngăn cản các nhà sản xuất khí đốt gửi nhiên liệu đến châu Âu. Dự kiến, các đại sứ EU sẽ tiếp tục đàm phán về đề xuất này trong hôm nay để chuẩn bị cơ sở trước cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng năng lượng vào ngày mai. Sức ép của phương Tây đối với nước Nga đang bước sang một mặt trận mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường dầu thế giới chứng kiến một mức khống chế đối với giá bán trong gói biện pháp trừng phạt nhằm vào một quốc gia. Mục tiêu được nói rõ là để ngăn chặn dòng tiền mà Nga có thể dùng vào cuộc xung đột tại Ukraine. Một thế trận hiện đang được nhận định là còn kéo dài và lợi thế sẽ thuộc về bên nào có thể trụ được lâu hơn. Với mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà nhóm G7 và Liên minh châu Âu thống nhất áp đặt, dầu Nga không thể bán được với giá cao hơn khi vận chuyển đến các nước thứ ba qua đường biển. Theo giới phân tích, mức giá trần này không có tác động lớn tức thì đối với Nga, vì thực tế là gần với giá dầu Urals bán ra thị trường trong thời gian qua, mức giá trần chỉ có thể cản trở Moscow thu lợi nhuận khi giá dầu tăng cao và việc áp giá trần được thực thi nghiêm ngặt. Hiện giá dầu Nga trên thị trường đang giảm. Phía Mỹ và châu Âu cho rằng áp trần giá dầu là một biện pháp hiệu quả để gây khó khăn cho Nga. Một trong những lập luận được Thủ tướng Estonia đưa ra là cứ mỗi đô la Mỹ giảm ở giá trần thì Nga sẽ thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Mỹ đã đưa ra con số ước tính giá trần có thể đẩy thâm hụt ngân sách của Nga lên mức 3% GDP trong năm 2023, tức là lên tới hơn 50 tỷ đô la Mỹ.
Các đồng minh phương Tây đã tìm cách cắt đứt nền kinh tế Nga theo cách trừng phạt để ngăn nước này huy động thêm vốn và lợi nhuận. Họ có thể nhắm vào hệ thống chính trị, quy tắc thương mại và hạn chế tiền tệ của Nga. Tuy nhiên, dầu luôn là mục tiêu mà phương Tây để mắt tới, bởi vì dầu rất quan trọng, không chỉ đối với cách thế giới vận hành như chúng ta biết, mà còn đối với cách Nga kiếm tiền từ nó, vì Nga là một nhà sản xuất dầu khổng lồ của thế giới. Vì vậy, các nước phương Tây tin rằng nếu họ áp giá trần, điều này sẽ gây tổn hại cho người dân Nga. Trong khi đó, Nga đã ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên đến phần lớn châu Âu vào mùa thu này. Mới đây, Phó Thủ tướng Nga còn cho biết Moscow sẽ không xuất khẩu dầu theo mức giá trần các nước phương Tây đặt ra, ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng. Và theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, Nga có thể giảm sản lượng khoảng 1,4 triệu thùng dầu một ngày ngay từ đầu năm 2023. Bên cạnh đó, Nga cũng tính đến phương án chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, Ấn Độ, một số nền kinh tế mới nổi và các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka hay các nước trong khu vực Trung Đông, Châu Phi. Hiện vẫn chưa biết tác động của việc áp giá trần với dầu của Nga đến đâu. Tuy nhiên, có một thực tế các nước phương Tây có thể nhận thấy rõ là khối này đang phải gồng mình đối mặt với đợt không khí lạnh bao trùm khi mùa đông đến. Đợt lạnh đầu mùa khiến nhu cầu khí đốt ở châu Âu tăng vọt, trở thành bài kiểm tra về khả năng chống chịu mùa đông khi thiếu khí đốt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić mới đây cho biết nước này sẽ yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO cho phép họ triển khai quân đội và cảnh sát ở Kosovo. Ông cho biết chính quyền Belgrade sẽ chính thức đưa ra quyết định về việc này vào ngày 12 tháng 12 hoặc ngày 13 tháng 12. Đây sẽ là lần đầu tiên Belgrade yêu cầu triển khai quân đội ở Kosovo, theo các điều khoản của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến 1998-1999. Nghị quyết này quy định Serbia có thể triển khai tới 1.000 sĩ quan quân đội, cảnh sát và hải quan tới các địa điểm chính thống giáo Đông Phương, các khu vực có đa số người Serbia và những cửa khẩu biên giới, nếu việc triển khai đó được chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo chấp thuận. Phát biểu của ông Vučić được đưa ra sau một loạt mâu thuẫn giữa chính quyền Kosovo và người Serbia địa phương, lực lượng chiếm đa số ở các khu vực phía bắc của Kosovo. Vùng lãnh thổ Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008, song không được Serbia công nhận. Số ca nhiễm virus đường hô hấp đang tăng đột biến ở thành phố New York, Mỹ, trong đó bao gồm virus cúm, virus hợp bào hô hấp RSV và các biến thể COVID-19. Cơ quan Y tế New York khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang chất lượng cao trong không gian kín và cả nơi đông người, ngay cả khi đã tiêm phòng COVID-19 hoặc cúm. Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 mới ở thành phố này đã tăng 55% trong 2 tuần qua. Số ca nhập viện tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Các trường hợp nhiễm virus RSV đã tăng đột biến vào đầu mùa thu này, gây nguy cơ đặc biệt cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Trước đó vào tháng 11, các chuyên gia Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại Mỹ, trong bối cảnh nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc cúm, virus hợp bào hô hấp RSV và bệnh COVID-19 gia tăng, đẩy các cơ sở y tế trên toàn quốc rơi vào tình trạng quá tải. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, hơn 4.300 bệnh nhân cúm đã nhập viện trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10, mức cao nhất theo tuần trong một thập kỷ qua và tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Cần phải đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời ở những nơi đông người bởi các trường hợp mắc COVID-19 đang gia tăng, trong khi những người mắc cúm hay RSV cũng tăng nhanh chóng. Chúng ta phải có biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Ít nhất 1,6 triệu người đã mắc cúm, 13.000 người nhập viện và 730 người do cúm. Kể từ đầu mùa cho đến nay, số ca mắc cúm tiếp tục gia tăng trên toàn quốc, nhiều nhất được ghi nhận ở các khu vực Đông Nam, Trung Nam Mỹ, tiếp đến là khu vực Trung Đại Tây Dương và các vùng bờ Tây ở miền Trung Nam nước Mỹ. Trong khi đó, virus RSV gây các triệu chứng tương tự bệnh cúm ở trẻ em tiếp tục gia tăng trên toàn quốc, khiến các bệnh viện nhi hoạt động quá tải. Giới chức y tế Mỹ đang đối mặt với khả năng số ca mắc COVID-19 nhập viện lại một lần nữa gia tăng. Theo dữ liệu của CDC, các biến thể phụ mới của Omicron đã làm gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ, trong đó biến thể phụ BQ.1, BQ.1.1 chiếm trên 35% số ca mắc mới trong tuần đầu tháng 11. Số ca mắc hai biến thể phụ mới này đang gia tăng kể từ tháng 10. Vào đầu tháng 10, một biến thể đã chiếm khoảng 1% số ca mắc mới tại Mỹ, nhưng mỗi tuần sau đó, tỷ lệ này đã tăng gấp đôi.